Trời bóng cháy đồ hết luôn rồi. Đồ hết thì cháy luôn rồi. Vậy là có khả năng là cô nên nhớ á, nếu mà bà ta là mẹ thật sự của cô á thì hai người sẽ bị ngăn cách. Tại vì nếu mà đằng này mà tôi mà đem bà đi rồi thì chắc là không bao giờ biết nhanh nữa đâu. Đúng rồi. Cô có chịu không? Bà ta sẽ chặt đầu cô, lấy cái đầu cô. Và bà ta lấy bao nhiêu cái đầu của Linh rồi? 3 cái đầu rồi. Bà ta lấy những cái đầu của Linh như vậy để làm điều gì? Bà ta liền phép. Như vậy á, là bà ta, cô có biết rằng á, là bắt được, lấy được bao nhiêu cái đầu á thì mới có thể luyện thành thạo và thành công 5 cái. Và cô là người thứ tư mà bà ta đang tìm đến để bắt. Thì cho phép tôi hỏi thêm một điều nữa là cô đến ngôi nhà hoang này từ bao giờ? Và có đến trước bà hay hoặc là đến sau bà? Cô chết ở đây. Cô có liên quan gì đến gia chủ trong ngôi nhà này? Cô ở trọ đây vì cô mất tại nơi này nên ngôi nhà này mới đã bị bỏ hoang. Và cô có xuất hiện cho người khác thấy và có phá phách gì hay điều gì hay không mà người ta phải bỏ hoang như vậy? Cái này là chúng tôi cần cái sự thật để chúng tôi có thể dễ dàng giúp đỡ nha. Nếu mà ông Linh có những cái ý đồ mà không tốt, nói ra những điều mà... Phòng số 3, bà dòng trước cũng ở đây. Bà ta đã bắt lấy cái đầu rồi. Mà cô gái nói là bà ta yêu cầu lấy được 5 cái đầu của Linh, bà ta sẽ liền bùa thành cái gì đó. Mà cô gái này là thứ tư. Vậy còn 2 người nữa. Thì cô gái thứ tư là con người đó. Khuôn mặt của bà thay đổi. Vậy nè. Ê, bà già của anh nha. Thấy không? Bây giờ vậy nè. Bây giờ như cô nói vậy tôi cũng biết rồi. Thì mình giờ tỷ ấy đi. Chứ giờ nói bà kia bà nghe. Thì bây giờ nói chung là mẹ con mà có gì đâu, có gì tôi giúp được mẹ thì thế nào cũng giúp được con, mà giúp được con thì thế nào cũng giúp được mẹ ha cô. Giờ cô nghe lời tôi đi, bây giờ niệm Phật đi ha, rồi mọi chuyện cứ để hai cậu cháu tôi tính cho, lo liệu cho. Còn bà ơi, thì hiện tại hai cậu cháu đang ở đây cũng thuyết phục được cô gái rồi, thì để tôi giúp đỡ cho cô gái, để tôi giúp cho cô gái này nhận lại mẹ, nhận là bà ha, bà chịu không? Đây, bà gật đầu bà cười kìa. Bà gật đầu bà cười. Giúp bà, đúng không? Thôi giờ vậy, Nam Mô A Di Phật. Chắc có lẽ tôi cũng nghĩ là cô đã hiểu được tâm ý của cậu cháu của tôi đang làm điều gì và đang giúp cô. Cô chỉ cần bây cố gắng. Bây giờ cô đồng ý đến gặp bà một lần để hai mẹ con nói chuyện với nhau được hay không? Tôi đảm bảo là bà ta không làm được gì cô đâu. Cô gái đồng ý. Bây giờ mà phải gặp nơi nào? Vị trí nào gặp thích hợp nhất? Cái phòng nào tối nhất thì vô phòng đó. Phòng đây đi. Phòng này. Phòng đó, phòng này. Phòng này tối nhưng mà nó an toàn hơn phòng này. Phòng này gắn ngục. Mình vô mình sụp. Bây giờ hỏi bà, hỏi cô, mình cô này cô muốn... À cô muốn gặp ở đây hay là gặp ở đâu? Phòng này luôn ha. Môi Phật thì chút xíu nữa cô cháu tôi sẽ Nam Mô A Di Đà Phật cho bà ta vào đây gặp cô và hai cô cháu chúng tôi cũng sẽ chứng kiến tại đó được hay không? Nhà cô cháu tôi bây giờ hiện tại đây nè, cũng mời bà đến, mà nếu mà được thì gặp cô gái ha, rồi mọi chuyện thì Ừ,
từ nha, để cái máy cho máy nó nói. Ây da. Dạ. Trong đó nữa hay gì? Ai nữa ta? Ý còn dâm nữa đó hả ta? Không biết. Hai bà này bá, nãy cô gái. Rồi bà già đó giờ ai nữa? Trong đó nữa? Đâu có ai. Bây giờ sao? Mình cho không cô bà già với cô gái gặp nhau. Nhưng mà sẽ gặp nhau như thế nào? Bây giờ á, cô gái thì đồng ý cho đi gặp bà này rồi. Nhưng cái bà này á, mình phải có mặt ở đó mới được. Ê, bây giờ mày kéo cái màn lại luôn cho nó tối. Cho nó tối rằng mình dễ ấy. Chứ cho lại không có làm ảnh hưởng đến họ, đúng rồi. Kéo này dắt với kéo gì chứ là đôi mắng mình mua vào đừng gớt luôn. Đấm ra luôn đi. Đấm luôn hả? Đấm luôn. Ê, ê, ê. À, con gái kìa. Từ từ. Có gì trắng rồi được. Không có gì hết chứ. Để tôi rộng ra. Ngon mà cô ơi. Ê, bây giờ có mình bà trò chuyện bà nói gì vậy? Ai gõ cửa? Không thấy gì hết. Cái bà lão muốn vô đây gặp cô mà. Ê mày chào chuyện. Mày nói gì vấn đề á, cho có biết để bà tưởng mình nấy bà. Bây giờ tôi sẽ cho bà vô gặp cô để mẹ con gặp nhau nha. Mày giữ cái cửa đi, để tao. Mày cửa cái. Nam mô Di Đà Phật. Nè cô ơi, tôi nói cho cô nghe nè. Ở đây tôi càng cố gắng là giữ cho bà khoảng cách. Nói vậy để cho tôi có thể là biết thật sự bà này như thế nào, rằng tôi giúp cho cô đi rồi không cho bà ra làm những điều đó. Chứ không phải là tôi biết cô và bà ta là không phải mẹ con. Cửa dữ lắm mà. Ê, Nam mô Di Đà Phật, mở đi, mở đi. Nam mô Di Đà Phật. Ê, có cái bóng nước vô trong kìa, vô trong rồi. Dạ. Ừ, mày nhìn dưới. Không thấy à? Không thấy. À, bà ơi, thì tôi cũng thuyết phục bà bên đây. Cô. Ý là bà nói, nó nói bà đang, đang ở đây nè. Mà mình đâu thưởng lấy. Ừ, đi ra đi lại. Ê, dưới đó có cái gì nữa nè. Ý là bà nó, cô ta nói là bà đang đây đó. Ừ. Mà nãy thấy nước vô rồi. Dạ. Thấy bóng đèn nước vô. Bây giờ mình đóng cửa luôn đi. Đóng cửa. Nhưng mà đưa gọi cho bà trong này rồi. Cái gì? Tắt luôn rồi. Tao thui luôn thử đi. Còn thấy. Ê bà, cô gái la gì kìa? Nam mô. Ê bà dạy cho nó kìa. Bà ơi, bà khoan, bà đừng ghế. Bà nghe lời con. Bà đừng có làm manh động. Rồi sao vậy kìa? Ê! Bà đó làm gì cô gái kìa? Nam mô Di Đà Phật. Bà ơi, bà làm gì gì nữa bà làm. Bà ơi, tôi sẽ giúp bà đó. Bà từ từ, để cho tôi cúng kiến rồi đâu mà muốn làm gì bà làm, bà muốn gặp thì gặp. Trời nữa, trời nữa kìa. Bà nghe tôi nói không? Thấy chưa, lộ bản chất ba liền không? Lộ liền phải không?
biết lắm mà. Cô ơi, thì bây giờ chúng tôi đã biết được. Biết được á, là bản chất như thế nào rồi. Cái gì nữa vậy? Cô ơi. Rồi. Cô ơi. Bắt tiên rồi. Ai. Bắt tiên rồi. Cái gì đây? Trời trời ơi, bật đèn lưỡng gì tự nhiên sáng lên. Lúc mà tao lướt vô đây, tao quay cái mặt. Rồi gái, cô gái bắt rồi. Không có, không bắt. Bà chạy trước. Thôi, tôi thấy cô gái đã lúc bà. Đến lúc này lúc mà tụi dân đứng ngoài đó là cô gái đang sợ sợ bà lại lâu qua. Lâu đây nè. Sao kỳ vậy, sao tao thấy bà chạy trước rồi cô gái đâu bà mắt. Mắt ẩn thằng. Mà chỉ ẩn ở đó rồi mình tưởng là cô gái còn vẫn ngồi đây sợ mà. Không có bắt đâu. Tôi thấy cô gái đứng như đứng đi sợ. Ừ. Rồi cô gái bị bả lâu đó đó. Sao tao thấy gì không có? Không có lúc mà ông quay mặt đứng khác rồi. Ông quay mặt ngoài rồi. Cảm thấy. Cảm bà thấy, cảm thấy. Còn nhận gì bà này ba sao ta? Cái gì? Bà này bà đang cố tình để lợi dụng mình. Nói là bà ta là mẹ cô gái này để mà chúng ta làm tiếp tay cho bà. Thì đó. Để mà giao nạp cô gái cho bà là cô gái này thứ tư. Nếu bà được cái đầu của vong linh cô gái thứ năm hay một người thứ năm nữa thì cô gái nói là bà đang luyện cái bùa phép gì đó. Ừ. Có thể bà này trước khi chết là thầy pháp, thầy bùa. Còn đồ cúng mình dưới à, ở phải không? Cúng dưới nãy giờ có lấy lên đâu. Dưới đấy đi. Đi, đi. Thôi chứ, đi lấy chứ. Đi lấy rồi, tới đây nha. Ừ. Cả nhà. Bà dù có cố gắng làm điều gì nữa cũng không làm gì được đâu. Tôi cam đoan hôm nay á, dù bà bắt được cô gái nữa bà không làm được gì chứ. Kỹ đóng tiêu ta. Bộ đồ của mình đâu? Bà không thả ra thì bà cũng. Cả nhà bà kìa, bà giúp đó kìa. Cho bà làm được gì? Ừ. Cả nhà đây không, quên đây đâu, không có chỗ nào. Không có chỗ nào đưa máy qua bên được. Đi lấy mắt luôn, chờ bị ai bắt luôn cái gì. Bị ai bắt luôn chứ bị luôn. Cái mức chết luôn không có ổng cũng. Nắm đâu? Không có đường á. Lúc qua đủ cái bàn này nè, ai đem đó? Kỳ vậy? Ừ. Ai đem trong chỗ cái phòng đấy không thấy. Ai đem vậy? Kỳ ta? Nãy tao đâu có sách đâu. Kỳ vậy? Có lẽ họ giấu á. Bà chẳng mới ló mặt á. Dạ. Ừ, bà dạ. Bà ơi. Bây giờ bản chất của bà lộ rồi. Bây giờ bà có giả đi nữa bà muốn. Tao tôi á, cũng là kêu thử bà thôi. Thì bà chắc bà lộ rồi. Bà bị lừa rồi, chứ không phải bị lừa đâu. Cố gắng làm bằng mọi giá để cho bà có thể quay đầu lại. Nếu bà còn có thể quay đầu lại thì bà cũng còn cơ hội ha. Còn nếu bà cố chấp muốn bắt cái vong cô gái này hay hoặc là bắt thêm vong khác nữa để mà luyện bùa chú theo ý mình á, thì bà, cả bản thân bà cũng nghĩ chắc cũng không có được tồn tại lâu đâu. Cái gì đâu à, trên ai chết chứ. Con đảm bảo cam đoan cho bà là cái bông cô gái này bà không thể bắt được khi mà có tụi con ở đây. Kìa bà, kìa bà, kìa bà, kìa. Đà, đà, đà. Con khuyên bà nên quay đầu lại. Ê, ê. Căng thẳng nha. Ê. Minh Kiến. Bà làm điều này á, tôi không được điều gì đâu. Bà sớm quy y đi để mà sớm tu hành để mà chuyển kiếp. Cẩn thận mẹ. Bà càng cố gắng dùng dãy thì bà lại càng đọa thêm.
sát thân của bà chứ không làm gì chứ. Được còn không thôi bây giờ cầm miếng kiến đưa đầu vô cái tay mà dính gì vậy ba cái bụi kìa kìa lấy cái miếng ra mày đốt lại cẩn thận nha bà nên sớm quay đầu đi con biết bà đã có ở trong này chứ không đâu xa đâu có gì đâu không có còn không không biết nữa chẳng tao tao lại đâu chắc không có gì nữa rồi quái bà đừng có quan cố nữa em ơi đồ khó trời bây giờ mới kiếm kìa rồi 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 bà cầm cái kiến bực tính bỡ tôi á mới biết mình dùng bay nè bà lộn chắc không nghe rồi mày dễ với hiền nữa đâu bây giờ cũng thằng nghe cầm cái kiến á ê cô gái này nè cô gái này nè kìa 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 cô gái ngồi gấp nữa kìa cô nam mô a di phật cô ơi đây cái này nguy hiểm á thằng ơi bây giờ cô đang gặp nguy hiểm giữa tòa này nếu mà được cô nên theo cậu cháu tôi về chùa sớm đi đừng. Còn cái bà này cậu cháu tôi sẽ giữ chỉ biết bà sao tôi nói cô nè bây giờ như nè cái điều quan trọng nhất ở đây là gì là bây giờ cô đi chứ không phải là bà đi ừ. Cô đừng nghĩ là cái nhà chỗ này của cô. Cô là người ở đây, cô dành chỗ này là suốt kiếp ở cô giữ kìa. Cô giữ đây là giữ gì? Giữ cái quá khứ của cô. Chứ hiện tại của cô là chỉ vong linh thôi. Chứ cô ở đây 1000 năm nữa cô cũng vậy. Mình vô người ta là xấu xí đi. Thì đó, cô phải buông bỏ hết. Ý cái gì? Trời ơi bởi đừng nói là khấn đó đâu rồi gì đâu rồi quên mất tôi rồi con nãy giờ không thấy luôn á cái gì căng thẳng nó mù gì vậy mày hoặc tao có hàng mọi đếm được để tôi vào đây cho cái đèn cày này đó mày bên cái bàn đó nam mô a di đà phật cô cũng khá là trẻ cô năm nay mới 22 tuổi thôi có nghĩa là bây giờ 60 năm sau nữa cô mới được giải thoát giảng sanh thì thay vì 60 năm á cô dành khoảng chừng 10 năm nha nữa cô ở chùa tụng kinh niệm Phật để có công đức để giải thoát còn cô ở đây á cô tranh giành với cái gì hoài trời cô tranh giành chỗ ăn chỗ ở với bà lão không được gì đâu ông càng khuyên cổ là cái vong linh của bà này làm bà giữ bà làm giữ không làm được gì đâu bà làm giữ thì hôm nay á tôi đây tôi khuyên cho cô gái khuyên cả cho bà đâu chứ không phải là khuyên cô gái không hôm nay một á là bà quay đầu còn hai á là bà tự y còn bằng không là hôm nay ngày tặng của bà đó bà trong cái gì không biết nữa bây giờ nãy giờ là tôi nói thì cô hiểu ý chưa bây giờ chịu không chịu đi không tôi nói với cô bây giờ lần này nữa nè tôi sẽ đem đến
cô đến một cái nơi có rất nhiều vong linh người ta ở đó, người ta tụ tập ở đó, ngày ngày cô niệm kinh niệm Phật để sớm ngày giải thoát. Cho có ấy dựa vô cái đồ thế đi được không? Cho đi ra bà đi. Gì? Bây giờ đi xa bả, thì bây giờ tôi đã khi mà tôi cho đi rồi thì chắc chắn một điều là không ở gần bả. Cho cô ấy đưa vào cái đồ thế nè, nó mình để trong người dễ nè. Mà bây giờ sợ đưa cái đi liền sợ đi được phải cúng kiến á. Cái bà ơi, chập không vậy kìa. Ông sao không? Ở đâu trời? Ông đâu rồi? Ôi trời ơi. Trời bóng cháy cái đồ thế luôn rồi. Đồ thế thì như thế luôn rồi. Cô sao không? Chết chào cháy cái lưng luôn rồi. Cô sao? Tao cho nó bây giờ mình thấy nha. Ở đâu? Chúng nó đó. Tại tôi đâu nhìn ra tôi kiếm được mà đâu còn thấy ông đó. Mà lâu tôi cảnh á. Cái bị nhất cũng là được. Bây giờ muốn đi với mình cũng phải là cúng một cái mình xin đất đai thú thần của trạch. Bây giờ mày mày có phá hoài. Bà phá chuyện của bà. Mà cô gái hiện tại á, tao nghĩ cô gái cũng đủ sức mạnh để chống trả với mấy ông, nhưng mà nghĩ là không có. Tại sao bà kêu bắt cô gái này không được? Mày hiểu rồi chưa? Ừ. Mà tại sao bà đợi mình? Cô gái này cũng phải là dạng thường. Nhưng mà có nghĩa là nói chung là bà kia, bà đợi đủ ngày đủ tháng bà mới bắt. Giống như cô là đợi là ngay cái ngày bà liền á. Đúng rồi, có nghĩa là ngày này cũng nghĩa là gần ngày 9, 29, 19 hay gì đó. Ừ. Là đúng cái ngày đó là gì phải ừ. Chuyện đó sao lên nó được trời. Ê con chừng nghe bắt cậu con dặn vậy. Ngoài thật à. Ôi trên đây không gian rộng lắm. Ôi thật má dính qua phía đây. Trên đây không gian rộng lắm. Bà hẹn lên cái tôi thu nhờ. Thôi có bà ở trên không vậy? Có gì ta? Có bà ở trên không? Không gian rộng lắm. Không có. Bây giờ mình phải làm sao đây? Cái bộ thế này rồi. Ý! Ôi, nó tự nhiên móc trái nữa rồi. Ê, lấy qua cái bộ thế. Ủa? Sao tự bốc cháy luôn hả? Ừ. Đâu mà thấy đây, tính đưa cho ông, rồi tôi thảy lên cái chỗ, gần cái lần này đó. Chạy ra cái luôn rồi. Kỳ ta. Bây giờ phải đốt nấy này nọ mà đó, là đầu tiên là phải đưa cô gái này vào một cái bạc gì đó để mình đưa đi, đưa nhưng đi. Mà phải xin phép thổ thần đất đai cái được. Mình bài kiện mình cúng, đợi cô gái xuất hiện rồi mình giúp thôi. Thì nó bây giờ ở đâu mà lại bá ngoài, bá thất động gì cây bá. Thì mà cúng đâu nè. Căn phòng cô gái luôn đi. Căn phòng này đúng không? Ừ. Rồi rồi, vô. Tự làm, nói gì người ta mới chịu đi đưa đi được rồi đó. Cái gì khó chứ. Mày dính bể để mình xin đất ra thổ thần. Bước cái mũi thôi, lo này cái thẳng rồi kìa. Để đi gấp dọn rồi. Miễn không ơi. Thẳng chưa? Được chưa? Bụi quá. Quá bụi vậy. Cũng đeo thì sao? Cũng đeo đi. Ai nghe cửa cái toilet á. Đây. Ừ, nghe cửa đó đi. Gần đi. Nghe cửa toilet thì giờ cũng bỏ lâu năm lắm mà cũng nó không còn những cái mùi ấy. Nó chỉ còn mùi hôi của mốt ẩm mắt thôi. Chứ mùi ô uế thì cũng không còn nữa.
Tao thấy Nam vậy. Nữ nè. Có bộ đồ ngủ sắc không? Gì? Có bộ đồ ngủ sắc không? Bộ đồ hả? Ừ, bộ đồ ngủ sắc á. Hết rồi. Còn này, còn này. Đây này, đó đó, bộ đồ ngủ sắc. Mấy cái ri mắc chơn. Đây còn bộ đồ ngủ sắc nữa nè. Rồi. Hai bộ để riêng ra. Mày cày gì nè? Còn có một đen. Hết luôn đi. Nguồn con dĩa là đừng hết rồi. Dạ, yeah, cũng hết rồi. Cô gái chịu đi là mọi chuyện sẽ đơn giản nè. Cái vấn đề là tất cả là điều họ thôi. Chứ không ai giúp được chứ. Họ không chịu đi gì, ông trời xuống thiên lâu đánh còn không bi luôn, còn thiệt mà. Thấy nhiều trường hợp mà mình có con quỷ đó mà bị trà đánh á. Ừ. Do họ cố chấp. Đánh đánh thì không đi thì không đi à. Thế thì mình sửa nha. Thì cả nhà ở sẵn đây thì con với Tú cũng có đôi lời chia sẻ về vấn đề hai cậu cháu khi mà làm về tâm linh, cũng như là trong thời gian qua hai cậu cháu cũng có nói về vấn đề mà tại khi mà trong cái áp lực trong công việc, khi hai cậu cháu mà bắt đầu vô một cái trải nghiệm cả nhà biết không, nó thứ nhất cái căng thẳng, thứ hai nó có nhiều điều nó gây ra, rồi thành ra hai cậu cháu hơi có việc cười đùa. Thật sự cái đó là con với Tú xin phép và nhận sai. Nói chung là hai cậu cháu cũng xin lỗi cả nhà dù đã khi mà trong cái thời gian mà của con nói chung quay rồi nhiều khi có những cái lời nói làm cho cả nhà không có vui, tại vì lúc đó tụi con chỉ muốn giải tỏa căng thẳng cho nhau thôi. Ừ. Để cho mình căng thẳng quá là không có làm được. Thành ra con cũng có hơi có nghĩa là có những cái lời nói hoặc là hành động nó không đúng đắn, không có ấy. Ở đây con với Tú cũng xin lỗi cả nhà rất là nhiều. Tụi con có kinh nghiệm và cũng là nhận thấy được những cái điều đó là cũng không tốt. Nhưng mà con cũng mong rằng cả nhà cũng thông cảm với tụi con, tại vì cái công việc của con nó tụi con nó căng thẳng lắm. Nó gọi là nó không có, tụi con nhiều khi muốn mình được có một cái không gian nó cho nó gọi là nó không có, nó nặng quá rồi mình không có làm việc được. Nhưng mà nhiều khi thì thật sự cũng tụi con sẽ rút kinh nghiệm và sẽ gắng cố gắng đây sau thì tụi con sẽ cố gắng hết mức có thể. Con rất mong cả nhà lượng tình, nếu mà có sai thì rất mong cả nhà tha thứ cho cậu cháu chúng con. Tụi cháu con cũng còn tuổi cũng còn khá là nhỏ, khá là lớn nên cũng không có có những điều mà cả nhà cũng mong cả nhà lượng thứ tụi con, cũng mong cùng cả nhà thông cảm. Nam mô A Di Đà Phật. Thì đôi khi hai đứa cháu đi chung thì thật sự ra đôi khi cũng những cái lời nói gì nọ được mình chủ yếu để mình nó giải tỏa cái căng thẳng, cái việc tập trung quá thì nó sẽ đầu óc mình sẽ rất là mệt mỏi. Đúng rồi. Đôi khi có những lời nói mình kiểu như mình làm cho nó khôi hài chút đỉnh để mình quên đi cái việc đang xảy ra khu vực đó. Đó. Nhưng mà con biết là ở đây có nghĩa là cô chú cũng lớn tuổi nhiều, trời đời đa phận kinh mình á, kinh mình là cô bác ta xem nhiều. Thành ra mình làm vậy cô bác không hài lòng. Thì đó tụi con xin rút kinh nghiệm và sẽ gắng cố gắng để thay đổi để phù hợp hơn. Sau thì có lẽ cô cháu con sẽ cố gắng nghiêm túc và sẽ không có những cái hành động như là lời nói cười đùa trong những cái công việc như thế này kìa. Tụi con xin lỗi cả nhà rất là nhiều, mong cả nhà thấu hiểu và thông cảm với tụi con. Bây giờ cô con sẽ cúng kiến để cho bọn cô gái như cái nhà. Thì giờ cả nhà ơi, thì ở đây hiện tại á thì mong rằng là ở đây đốt thêm ba cây nữa đi. À, dạ ta xin đất đai mày gì cúng đây cô gái mình chia ra. Thì đất đai tại con cũng đốt ba nén hương riêng. Nam mô A Di Đà Phật, con cầu Nam mô A Di Đà Phật. Con cầu chín phương trời mười phương Phật, con cầu đất đai nhân trạch độ thần thổ địa. Con cầu cho ông bà bước mặt bước mày trên nên đất hiện tiền, cũng như là những vong linh quan hồn trên mặt đất hiện tiền. Con thắp lên ba nén hương này để cầu mong là những người cũng như ông bà đất đai nhân trạch ở đây cũng làm chứng cho cái tâm can của con. Thằng cậu cháu mong rằng đến đây có thể cúng một ít nhang, hương nhang này nọ, bánh trái để cho những vong linh ở đây có thể hưởng. Thì nếu mà đủ duyên đủ nợ thì tụi con cũng mong rằng có thể đưa cho những vong linh này về với chùa chiền. Thì con mong đất đai nhân trạch ở đây, thổ thần thổ địa ở đây
thì cũng giang tay và giúp đỡ cùng hai cậu cháu có thể đưa cho Phong Đinh về cái nơi khác để cho được giải thoát, chứ không phải là vất vưởng bữa cũng như là ở nơi đây mà làm phiền cũng như là gây ảnh hưởng tới mảnh đất này. Nam Mô A Di Đà Phật. Này không có ly, ly mất hết trơn. Bữa nào mua mới ly này. Tụi con thì tại vì con không có mua ba cái ly muỗng nhỏ nhỏ cả nha. Cái loại mà muỗng xài lần bỏ, mấy sao xài vậy nó gây ảnh hưởng môi trường. Thà mình mua cái gì đó mà tái sử dụng được, mình cúng ngàn lần gì cũng ba cái ly vậy à. Còn mình cúng lần bỏ, lần bỏ mình thấy trời nhầm chỗ mình đến, trời trá lắm, chứ trắng giả như dĩa nào. Mấy ly nhựa nhiều người ta xài với nhiều quá, thành ra họ lộn mỗi lần rồi, mỗi lần đến mỗi lần bỏ thành ra đấy, chai là mình bắt đất dĩ rồi nè. Nhiều khi tụi con cứ nghĩ vậy nè, đem chai á, đổ cúng xong lấy nước xong đem chai mốt mình lấy nước khác, nước muốn nhà mình cái loại mà mình uống bình á, mình rót mình đi cúng bình thường thôi, mình uống nước lọc chứ gì. Ừ, thì vậy nó sẽ ít cho bỏ vô chai, nhưng mà vậy nó kỳ quá. Nhiều người, cả nhà nhiều cô, nhiều bạn ta không hiểu, nó cái nước cũ nó cúng hay nọ vậy kỳ. Bởi vậy mới cố gắng mua nước mới. Thôi bây giờ để coi cái, tụi con ra ngoài xíu để coi cô gái. Nếu mà đến đây á, thật tâm cô gái mong muốn được đi thì cô ta sẽ đến đây và tiếp tục tụi con sẽ sử dụng mọi cách để giúp cô đi. Ở đây cũng có những cái đơn giản thôi, cô muốn đi thì ở đây thứ cha thứ mà để cô dựa vào. Tôi giờ đi ngoài. Đi. Cái nhà tụi con để lại cái này. Để trong này đi. Để tiếp đó rồi vô lấy luôn. Ừ, vậy đi xuống cũng gì nói chuyện dễ dễ đi. Đây coi thấy kỳ chưa? Mới gặm ra luôn không? Gặm ra. Nó là một cuốn ra. Hay là bớt đèn, tắt đèn không nữa? Hay là sao? Nếu mà đèn sáng, đèn cày sáng là tắt đèn luôn đi. Khi sáng quá họ ảnh hưởng. Ừ, cũng thấy được rồi, không cần ấy đâu.
Con gái ra đi. Trời trời. Nam mô Di Phật, xin lỗi cô, vì tôi xíu nữa vô không kịp rồi gây ảnh hưởng cho cô rồi. Cái gì cậu còn kìa. Bây giờ cô tốt nhất nên dựa vào cái vật gì đó để mà cô đi. Bây giờ cháu ở đây hai đứa cháu tôi cho cô chọn á. Vật nào? Lưu hương đúng không? Được rồi, đi. Được được rồi. Bây giờ hai cô cháu tôi á sẽ niệm và trợ duyên cho cô. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Một bản chân chú tình nhân nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ mình sẽ nói đây. Cái đó mà thì cái đó mà thì cái đó mà thì Bây giờ tôi nói cho cô nghe nè. Bây giờ thì tôi nghĩ là cô cũng đã hiểu hết trơn cái gì, những gì tôi nói là còn một phần nữa tôi bắt buộc tất cả những người nào tôi đã giúp được thầy con cháu tôi đều nhắc lại cho họ biết, để sau khi mà tôi đem đến đó thì phải biết mình nên làm gì. Nói đi tôi. Thì bây giờ khi mà cô vào cái bát hương này, thầy con cháu tôi mang đến chùa, về chùa rồi thì cô sẽ được nghe kinh kệ giảng, và ở đó thì có rất là những linh khác cũng như cô. Thì khi họ ăn như thế nào cô ăn như thế, đi đứng như nào cứ đứng như nấy, và nghe kinh nghe giảng thế nào cũng làm theo y như họ, để mà sớm được chuyển kiếp đầu thai. Cô nhớ đó nha. Và được một điều nữa, đừng bao giờ phá phách hay hiện hình cho ai thấy bất cứ ai trong chùa. Tại vì tôi cho dù ở chùa nhưng mà nếu mà cô tâm cô không tỉnh thì cô cũng trở tay đử đi nữa hả? Bởi tôi nói trước kia hai cô cháu nói trước, để sau này á cô mà khi mà đi rồi á, rồi cô lại không có nơi về nữa là do mình nha. Do tất cả là do mình nghe. Về đó thì cô phải yên phận, yên phận của mình để mà tu tập. Nam mô gì rồi hiểu chưa? Bây giờ hãy vào cái bát hương thì tôi sẽ đem đi. Nam mô A Di Đà Phật. Ủa thôi đem đi liền. Bà ra kìa, bà ra kìa, bà ra nó nhìn kìa. Đem liền. Hai bằng một. Bà ra bà con, bà ra hết, bà ra hết. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay tụi con chắc là ở đây.
đem đi chơi dưới đốt bánh này á, con gãi ra đây rồi cho tất cả các loại vật kiến ngũ dáng đây á, thì đến đây mà nhận thì cũng xin phép là cho phép là con cầu những loài động vật đến đây để chia xớp với con cái tội cái phước này. Ở đây thì con bỏ thì tội, nhưng mà con ăn thì nó con không ăn được, thành ra con phải rải cái đây cho tất cả các loại khác để chia xớp với con mô gì phải. Thôi bây giờ đây mình đem đi chùa luôn đi. Đi cả nhà, bây giờ hai con cháu cho đem. Nam mô Phật, thì cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nam mô Di Đà Phật, đi, điểm dưới đô luôn. Đi đi.